Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời giàu to, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Hé lộ chấn động, Tử Vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ sau thanh minh cần tuyệt đối chú ý 3 điều này, tránh được tai ương, đắc lộc giàu sang phú quý, cả đời an nhàn hưởng phúc. Quý cô bác anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, như chúng ta đều biết, cuộc sống này là vô thường, ngày mai sẽ ra sao thì đó là điều khó có thể đoán trước, đâu đó những tai ương, khổ nạn luôn trực chờ, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, có người sẽ chọn mạnh mẽ cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn cách trốn tránh hay bỏ cuộc. Một số người cho rằng, trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng. Giữa cuộc sống xô bồ này, chính tấm lòng chất phác lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng cho những điều biến cố của những kẻ yếu đuối hơn mình, đến thần Phật cũng đã cảm nhận được tấm chân tình của bản mệnh. Và trước đây bão giông, mưa rào đến đâu cũng không cần biết, nhưng ngay từ sau thanh minh tới đây cũng chính là lúc được dự báo cô bác tuổi Nhâm Tý sẽ đón thời vận sáng lóa. Tuổi Nhâm Tý sẽ ung dung để hưởng lộc trời, tiền tỷ đầy tay, cực may cực giàu có, nếu như tránh được 3 điều cấm kỵ được nhắc đến trong video ngày hôm nay. Vậy 3 điều cấm kỵ đó là những điều gì? Và vận trình của cô bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ diễn biến ra sao? Cụ thể sẽ có những biến động hay biến cố nào? Thì xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng chú ý theo dõi chi tiết trong video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi quý vị nhé! Hé lộ chuẩn nhất, vận số tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ sau thanh minh, cấm 3 điều này, tránh được tai ương, đắc lộc hưng vượng, phú quý hết đời. Và nếu quý cô bác thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Quý cô bác thân mến, khi nhìn lại quãng đường đã qua, quý cô bác tuổi Nhâm Tý không thể không cảm thấy xúc động trước những kỷ niệm về những năm tháng khó khăn, đầy gian truân. Cùng những khoảnh khắc vất vả trước kia, những trải nghiệm ấy vẫn đọng lại trong lòng mỗi người như một dấu ấn không thể phai nhòa. Nhìn lại quãng đường đã qua, chúng ta ghi nhận biết bao khó khăn, gian nan, cũng như những cố gắng, nỗ lực và nước mắt đã rơi xuống để xây dựng cuộc sống ngày này. Ký ức về thời thơ ấu của tuổi Bùi Nhâm Tý thường đi kèm với hình ảnh của những bữa ăn giản dị, khi cha mẹ phải giải công lo toan từng bữa ăn và giấc ngủ cho con cái. Những chiếc áo rách dưới, đôi dép gót mòn, là những dấu vết không thể phai nhòa của quãng thời gian đầy bi thương và cực khổ. Minh Đường Tử Vi thấu hiểu những gian khổ, hy sinh mà quý cô bác tuổi Nhâm Tý 1972 đã trải qua, chính những năm tháng cơ cực, túng thiếu ấy đã hun đúc nên bản lĩnh, nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và đến đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Nhâm Tý lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bởi vì từ sau thanh minh này, bản mệnh nhận được nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc, giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước, hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về. Xem tử vi từ sau thanh minh tuổi Nhâm Tý âm lịch thấy rằng, đây là một tháng vận khí của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng, cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm quan che chở cho đường công danh của bản mệnh, nhờ đó, bản mệnh sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn, thái độ tích cực,
Lạc quan sẽ giúp bạn giải quyết một số khó khăn, thử thách. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán, tam hội hứa hẹn một tháng khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới để diễn ra suôn sẻ, giúp bạn có thể yên tâm. Tuy nhiên, thời gian này bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy. Thời gian này những chú chuột có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Tý không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của bạn. Đồng thời, bạn cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Ví dụ, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng, hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập. Nhưng hãy nhớ, đừng lao đầu đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn. Thời gian này, những người tuổi Nhâm Tý độc thân có đào hoa chiếu mệnh, nên hứa hẹn nhiều cơ hội tốt đẹp, nên tận dụng cơ hội để sớm tìm được người chung đường chung lối. Với các cặp đôi, vận trình tình cảm thời gian này của hai bạn dần đi vào giai đoạn ổn định hơn tháng trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm, việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kẻo ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Sức khỏe của tuổi này từ sau thanh minh nhìn chung không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, bạn vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt, về chế độ ăn uống, bản mệnh nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất. Trong cuộc sống thường ngày, đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực, thử thách trong cuộc sống, cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Quý vị thân mến, từ sau thanh minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Vậy làm sao để có điểm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này, thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. Về mặt công việc, nắm bắt cơ hội, từ sau thanh minh mang đến nhiều cơ hội mới cho quý vị tuổi Nhâm Tý trong công việc. Hãy chủ động và tích cực tìm kiếm những cơ hội này để phát triển bản thân và nâng cao năng lực. Tăng cường giao tiếp hiệu quả là chìa khóa để quý vị tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công việc. Chăm chỉ và nỗ lực, vận may chỉ đến khi quý vị biết nỗ lực hết mình. Hãy tiếp tục chăm chỉ và cống hiến hết sức cho công việc để gặt hái thành công. Về mặt tài lộc, tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Mặc dù vận tài lộc trong thời gian này khá tốt, nhưng quý vị cũng nên tiết kiệm và chi tiêu hợp lý để tránh lãng phí, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nếu có khả năng, quý vị có thể cân nhắc tìm kiếm những cơ hội đầu tư tiềm năng để gia tăng tài lộc. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác là một việc làm tốt, đồng thời cũng sẽ mang lại cho quý vị nhiều phúc báo, trong đó có cả tài lộc. Về mặt sức khỏe, ăn uống đầy đủ và cân bằng, chế độ ăn uống đầy đủ và cân bằng sẽ giúp quý vị có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt mọi việc. Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe và sức đề kháng, giúp quý vị phòng tránh được nhiều bệnh tật. Ngủ đủ giấc giúp quý vị có tinh thần tỉnh táo và tập trung để làm việc hiệu quả. Về mặt tinh thần, giữ tinh thần lạc quan, thái độ lạc quan và tích cực sẽ giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn và gặt hái thành công. Tránh xa những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và khiến quý vị mất đi năng lượng tích cực. Tu tâm dưỡng tính giúp quý vị có được tâm hồn thanh tịnh và an nhiên, từ đó giúp quý vị đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc sống. Ngoài ra, quý vị tuổi Nhâm Tý cũng nên thường xuyên đi lễ chùa, cầu bình an. Việc đi lễ chùa, cầu bình an sẽ giúp quý vị có thêm niềm tin vào cuộc sống và gặp được nhiều may mắn. Đeo trang sức phong thủy. Một số loại trang sức phong thủy có thể giúp quý vị thu hút tài lộc và may mắn, tránh những điều xui xẻo. Quý vị nên tránh những điều xui xẻo như đi đám ma, gặp người có tang hay nhìn thấy những con vật đen đủi như rắn, chuột, tơi.
Hy vọng những bí quyết trên đây sẽ giúp quý vị tuổi Nhâm Tý tận dụng tối đa điềm lành và tài lộc từ sau thanh minh. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ sau thanh minh năm 2024 của con giáp tuổi Nhâm Tý, người tuổi này hoàn toàn có thể tự hào với những thành tựu trong sự nghiệp. Công việc tiến triển mạnh mẽ và không gặp nhiều khó khăn, thời gian này có sự hội tụ của cục diện tam hợp và chính quan, giúp cho bản mệnh cảm nhận được vận trình của mình sáng sủa hơn. Bạn có khả năng giải quyết các vấn đề một cách thông minh và nhanh nhạy, quý nhân trong công việc cũng xuất hiện, giúp bạn tiến xa hơn và thu hoạch được nhiều thành tựu. Bạn cũng biết cách làm việc nhóm và tận dụng sức mạnh của đồng đội để đạt được mục tiêu, từ đó tạo ấn tượng tích cực với cấp trên. Chắc chắn rằng những thành công này sẽ khiến lãnh đạo của bạn nhìn nhận và đánh giá cao hơn về bạn. Thêm vào yếu tố nguyệt lệnh lâm thai, trong thời gian này, con giáp tuổi Nhâm Tý có thể trải qua một số thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hoặc chiến lược. Phần lớn những thay đổi này sẽ có hướng tích cực, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Nếu bạn có ý định thăng tiến hoặc cầu danh lợi, thì thời gian này là thời điểm thích hợp để hành động với triển vọng thành công rất lớn. Tuy nhiên, cùng với nhiều cơ hội là sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ, dù không gây ra hậu quả lớn, nhưng cần phải cẩn trọng vì hung tinh này có thể gây ra những rắc rối nhỏ nhặt như xích mích, cạnh tranh không lành mạnh. Do đó, bạn nên đề cao tính thận trọng, tính toán kỹ lưỡng trước mỗi quyết định và duy trì thái độ bình tĩnh và khiêm tốn để tránh những tranh cãi không đáng có. Về phương diện tài lộc, bên cạnh những tin vui về sự nghiệp, người tuổi này cũng sẽ trải qua một tháng giàu có với sự thịnh vượng về tài lộc. Tiền bạc sẽ đổ vào bạn một cách ổn định từ cả nguồn thu chính và phụ. Không kể bạn hoạt động trong lĩnh vực nào, nhờ sự hỗ trợ của quý nhân tam hợp, bạn sẽ dễ dàng mở rộng mạng lưới xã hội, gặp gỡ đối tác hay những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Đối tác của bạn thường sẽ là những người có tài chính vững mạnh và mối quan hệ này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên. Các hoạt động kinh doanh và hợp tác sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, mang lại lợi ích lớn cho cả bạn và đối tác. Thời điểm này là thích hợp để bạn mở rộng kinh doanh, ký kết hợp đồng mới, hãy tự tin đặt mục tiêu lớn vì khả năng thành công của bạn là rất cao. Trên các phương diện đầu tư có dấu hiệu cho thấy sự sinh lời, tuy nhiên, sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ nhắc nhở bản mệnh rằng, để kinh doanh một cách lâu dài và ổn định, cần phải tuân thủ nguyên tắc đạo đức và không nên theo đuổi các con đường tắt có thể gây hại trong tương lai. Trong các lĩnh vực mà bạn vẫn còn là tay mới, chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bạn cũng không nên mạo hiểm quá nhiều. Đối với người tuổi Tý, tốt nhất là giữ quy mô nhỏ và tránh các rủi ro lớn. Nếu thấy có lợi nhuận, bạn cũng nên xem xét việc rút vốn để giảm thiểu rủi ro. Trong lĩnh vực buôn bán, cạnh tranh không tránh khỏi và vì vậy cần phải tuân thủ luật pháp và đảm bảo sự minh bạch trong mọi giao dịch. Việc giữ ghi chép và tài liệu rõ ràng là cực kỳ quan trọng để tránh những tranh cãi và rắc rối pháp lý trong tương lai. Nhìn chung, thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại, tài chính dư giả nên bản mệnh muốn gì làm đấy, không ai ngăn được. Bạn cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc, làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Về phương diện tình duyên, từ sau thanh minh này có thể sẽ không phải là một tháng suôn sẻ cho chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Tý. Từ sau thanh minh này, bản mệnh khá bận rộn với công việc, sự nghiệp gần như chiếm phần lớn thời gian của bạn, dẫn đến việc bản mệnh có thể lơ là trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Dù đây không phải là cố ý, nhưng người tuổi này khó có thể cân bằng được mối quan hệ giữa công việc và tình yêu. Người độc thân có thể có một số cơ hội gặp gỡ những người mới nhờ thái âm thúc đẩy, đặc biệt là nữ mệnh, nhưng hung tinh có phần lấn át. Cũng nhắc nhở con giáp này chớ để cảm xúc che mờ lý trí, bạn nên dành thời gian tìm hiểu về đối phương nhiều hơn trước khi có ý định tiến xa hơn. Một số bạn có thể sẽ xảy ra tình huống hiểu lầm, ngộ nhận tình cảm người khác dành cho bạn. Trong khi đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi, giận hờn vì thiếu sự sẻ chia. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi tâm trạng của đối phương. Đồng thời, có thể nảy sinh những tranh cãi và xung đột về mặt cảm xúc. Đối phương không mấy vui vẻ trước sự thờ ơ và lạnh nhạt của bạn. Còn tuổi này lại trách móc người ấy không đủ thông cảm và thấu hiểu với mình. Việc bạn quá bận nên không có thời gian để trả lời tin nhắn. Cuộc gọi của người ấy có thể cảm thông, nhưng nếu bạn không nói rõ trước, thì hiểu lầm luôn là điều khó tránh khỏi, trừ khi đối phương không quan tâm đến bạn. Mỗi người một suy nghĩ và cảm nhận, vấn đề xuất hiện cũng vì cả hai không nói rõ ràng với nhau. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn và rõ ràng là điều cần thiết để giải quyết mọi khúc mắc giữa hai bạn. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Nhâm Tý âm lịch, một tháng bận rộn theo đuổi đam mê trong công việc, dường như không biết mệt,
nhưng khi có chút thời gian nghỉ, tuổi Tý lại cảm nhận rõ rệt rằng mình đã làm việc quá sức. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Bản mệnh nên lưu ý để thường xuyên có quãng nghỉ ngắn trong một ngày làm việc. Đừng để tình trạng kiệt sức xảy ra, khiến bạn phải hoãn lại các kế hoạch lớn lao của mình. Với điều kiện thời tiết từ sau Thanh Minh, bản mệnh nhớ lưu ý việc tăng bài tiết, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, chú trọng tăng cường sự trao đổi chất của phế, tỳ, thận để đảm bảo thải độc tố qua mồ hôi, đại tiểu tiện. Sức khỏe của những người thân xung quanh con giáp tuổi này cũng là vấn đề mà bản mệnh phải lo lắng trong thời gian này, nhất là người lớn tuổi trong gia đình dễ bị bệnh, thậm chí phải nhập viện. Tuy nhiên, vì cuộc sống quá bận rộn nên không phải khi nào bạn cũng có đủ thời gian để chăm sóc họ. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới xanh đặt tên nó là đầu, dài, chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt,
Tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày, đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm xanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Phật giáo qua sông. Có một vị hòa thượng già dẫn theo một tiểu hòa thượng đi thỉnh kinh. Trên đường đi, họ gặp một con sông nước chảy xiết. Bên bờ sông là một người phụ nữ trẻ đẹp, vẻ mặt lo lắng vì cây cầu gần nhất bắc qua sông đã bị gãy. Cô đang rất muốn sang sông nhưng lại không dám lội xuống dòng nước xiết. Không chút đắn đo, lão hòa thượng đã chủ động cõng người phụ nữ đó và đặt cô sang bờ bên kia, rồi tiếp tục cùng tiểu hòa thượng lên đường. Chứng kiến việc ấy, chú tiểu cứ lăn tăn mãi. Chú biết nhà sư không được phép đụng chạm nữ giới, nên trong tâm chú khó chịu vì cho rằng thầy mình đã vi phạm giới luật, nhưng lại không dám hỏi, vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng không kìm được nữa, tiểu hòa thượng nói: "Sư phụ, người phạm giới rồi, sao người có thể cõng một cô gái qua sông?" Khi lão hòa thượng nghe xong lý do khiến chú tiểu bực bội thì bật cười, thầy nói: "Ta đã đặt cô ấy xuống từ lâu rồi, còn con đi một đoạn đường dài như vậy mà con vẫn cõng cô ta sao?" Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng đôi khi chúng ta mang theo gánh nặng quá khứ với những cảm xúc bực bội, tội lỗi cùng oán giận và thậm chí chúng ta còn cố làm cho nó nặng nề hơn nhiều so với thực tế bằng cách chấp nhận rằng những cảm xúc mạnh đó không hoàn toàn là cuộc sống hiện tại của mình và học cách buông bỏ, chúng ta có thể giảm bớt áp lực cho bản thân và những người xung quanh. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau Thanh Minh năm 2024 của con giáp tuổi Nhâm Tý. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.